chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin chiều nay có một số nội dung chính sau. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 830. Dấu ấn về các phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Tin thế giới, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức nhất trí duy trì đàm phán về hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương. Thưa quý vị, chiều ngày 17 tháng 11 năm 2016, tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 830 và đường tỉnh 824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Cần đến dự. Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 830 và đường tỉnh 824 là một trong ba công trình trọng điểm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An khóa 10 đề ra. Được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư, công trình do nhà đầu tư xây dựng thương mại Băng Dương và Bamboo Capital liên doanh thi công theo hình thức hợp đồng BOT. Công trình nâng cấp mở rộng đường tỉnh 830 và đường tỉnh 824 dài khoảng 55 km, tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng và được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, đoạn từ cầu An Thạnh, huyện Bến Lức đến thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa và một đoạn đường tỉnh 824 có tổng mức đầu tư là 1.079 tỷ đồng, dài trên 23 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố, khu vực và đường cấp 3 đồng bằng. Dự kiến công trình sẽ thi công trong 18 tháng và hoàn thành vào cuối năm 2017. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ông Trần Văn Cần đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ cũng như hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất cho việc thi công công trình, đồng thời đề nghị các đơn vị thi công trong quá trình thi công phải đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong khu vực dự án. Dịp này, công ty đầu tư xây dựng thương mại Băng Dương và Pambo Capital đã trao 2 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng và 20 triệu đồng cho quỹ khuyến học của hai huyện Bến Lức và Đức Hòa. Bí thư huyện ủy Cần Giuộc Nguyễn Văn Thiệp cùng lãnh đạo một số ban ngành huyện có buổi làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Long Hậu, nghe báo cáo công tác quản lý trên lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng và tiến độ triển khai dự án cấp nước sạch cho người dân. Theo báo cáo, hiện trên địa bàn xã Long Hậu có 19 dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, chỉ có một vài dự án đưa vào hoạt động. Do đó, nhu cầu về nhà ở của người dân tăng cao, phát sinh nhiều trường hợp xây dựng nhà ở trái phép, gây khó khăn cho công tác quản lý. Về dự án cấp nước sạch cho người dân, hiện địa phương đang phối hợp với nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lộc Thành, hoàn chỉnh hồ sơ và hạ tầng để dẫn nước về phục vụ sinh hoạt của người dân. Bí thư huyện ủy Cần Giuộc Nguyễn Văn Thiệp chỉ đạo xã cần tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, tăng cường công tác tuyên truyền, không để phát sinh các trường hợp xây dựng trái phép. Đối với dự án cấp nước sinh hoạt, ông đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện để người dân có nước sinh hoạt trong thời gian sớm nhất. Bí thư huyện ủy Cần Giuộc cũng đã kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất công tại khu trà dừa và khu sạt lở tại ấp 4 xã Long Hậu, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân xã và các ngành liên quan phối hợp cùng nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết khu dân cư, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, đồng thời khảo sát nhu cầu của người dân tại hai khu vực này để có sự hỗ trợ thích hợp. Hội đồng nhân dân huyện Thủ Thừa tổ chức phiên giải trình lần thứ nhất giữa hai kỳ họp thứ hai và thứ tư của Hội đồng nhân dân huyện Thủ Thừa khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa 11. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Dương Văn Tuấn chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Thủ Thừa báo cáo giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện khóa 11, tập trung vào các vấn đề như thực hiện nghị quyết số 02 của huyện ủy về phát triển đàn bò thịt, việc phân bổ chỉ tiêu cho các xã thị trấn, khảo sát đánh giá hộ nghèo và các chế độ chính sách có liên quan, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, việc thực hiện chính sách đối với người lao động, việc xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông của các hộ dân trên tuyến đường tỉnh 818, vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi và một số vấn đề có liên quan khác cũng được giải trình tại kỳ họp.
Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thủ Thừa Dương Văn Tuấn đề nghị các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân nắm chắc tình hình ở địa phương, theo dõi các ý kiến kiến nghị, báo cáo kết quả thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của người đại biểu. Ủy ban Nhân dân huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, vai trò, đồng thời báo cáo tổng hợp gửi đến đại biểu Hội đồng Nhân dân trước các cuộc tiếp xúc cử tri và trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11. Hội đồng Nhân dân huyện Đức Hòa khóa 11 nhiệm kỳ 2016-2021 cũng đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp. Tại phiên chất vấn lần này, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, Tổ trưởng các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, trưởng các ban Hội đồng Nhân dân huyện đã chất vấn về các lĩnh vực như quản lý trật tự xây dựng, chợ tự phát, ô nhiễm môi trường, trật tự xã hội trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Minh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện đã trả lời từng vấn đề cụ thể trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm. Trong đó nêu lên hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục những hạn chế bất cập trong thời gian tới, nhất là đối với 78 trường hợp xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn huyện do Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện ghi nhận. Thông qua phần chất vấn, truy vấn của các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã làm rõ, nâng cao trách nhiệm của đơn vị và cá nhân người đứng đầu trong việc để xảy ra sai phạm. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp với 6 lĩnh vực trọng tâm đã đáp ứng mong mỏi của cử tri cũng như đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đối với các vấn đề bức xúc tại huyện Đức Hòa trong thời gian qua. Qua đó, Hội đồng Nhân dân huyện thực hiện sự giám sát trực tiếp liên tục và cử tri cũng thể hiện được vai trò làm chủ của mình thông qua người đại diện là các đại biểu Hội đồng Nhân dân. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14. Đây cũng là phiên chất vấn được nhiều cử tri và đại biểu Quốc hội mong đợi nhất. Trước đó, 4 Bộ trưởng, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội vụ đã hoàn thành phần chất vấn trực tiếp tại Quốc hội và để lại nhiều ấn tượng đối với cử tri cũng như các đại biểu Quốc hội. Sau đây là những đánh giá về các phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Ghi nhận ý kiến đại biểu Quốc hội sau khi dự 2 ngày rưỡi chất vấn, đa số các ý kiến của đại biểu Quốc hội đều hài lòng với phần trả lời chất vấn của các tư lệnh ngành và đặc biệt ấn tượng với phần trả lời trực diện thẳng thắn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tôi đã đặt câu hỏi, đặt cái chất vấn cho Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu khác, và tôi thấy rằng là trong một cái thời gian có giới hạn nhưng Thủ tướng Chính phủ đã rất là bao quát và nắm được toàn bộ các vấn đề một cách chi tiết và trả lời một cách khái quát trước cái nghị trường Quốc hội, đáp ứng được cái sự mong đợi của các đại biểu Quốc hội. Thì có lẽ tôi cảm nhận thấy một cái điều rất là ấn tượng là Thủ tướng trả lời tất cả những vấn đề đó có lẽ không có cái thời gian để mà chuẩn bị trước hoặc đặt ra những ý của mình, nhưng mà tất cả những câu hỏi trả lời tôi thấy trả lời tương đối là sâu và đi đến gần như là tận cùng của những cái câu hỏi đặt ra, rất trực diện chứ không đi vào những vòng vo. Và tôi qua đấy tôi thấy rằng là có lẽ những câu hỏi này, những vấn đề này nó đã là những vấn đề thường trực trong đầu và trong cái tư tưởng, những cái suy nghĩ trăn trở của Thủ tướng. Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 theo đánh giá của cử tri cả nước là kỳ chất vấn và trả lời chất vấn nhìn nhận thẳng thắn và trách nhiệm những vấn đề mà cử tri cả nước quan tâm, bức xúc. Mặc dù đây là lần đầu tiên các bộ trưởng trả lời chất vấn, nhưng với tinh thần cầu thị, tiếp thu và trao đổi thẳng thắn, các câu trả lời đa số đã làm rõ đến cùng những vấn đề được đại biểu nêu ra. Theo dõi các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội và các bộ trưởng trong 2 ngày rưỡi vừa qua, cử tri cả nước đánh giá cao các vấn đề được đại biểu đặt câu hỏi và phần trả lời giải trình của các bộ trưởng, trưởng ngành. Tôi thấy rằng cái kỳ đăng đàn và hỏi lần này của Quốc hội tôi thấy là rất là cụ thể, đi sâu vào vấn đề. Và các đồng chí bộ trưởng, tức là thủ trưởng ở mỗi ngành thì đều là trả lời là đi thẳng vấn đề chứ không phải là quanh co gì cả. Ví dụ bộ trưởng Bộ Giáo dục cảm thấy cái gì là có khuyết điểm thì nhận là trách nhiệm với mình, không có phải là đi vòng quanh không nhận trách nhiệm, và những cái nào chưa làm được thì hứa sẽ làm. Tôi thấy đấy là một cái điều rất là hơn những cái lần trước.
hơn những cái lần mà đại biểu những cái kỳ họp lần trước của Quốc hội. Đối với chính phủ là đang là xây dựng một chính phủ liêm chính, chính phủ kiến tạo phát triển, thì cần là trước hết phải có một kỷ luật kỷ cương kiên quyết và là có cái khả thi. Về Bộ Công Thương thì chúng tôi hoàn toàn rất là hài lòng vì cái chất vấn của Bộ trưởng, là những vấn đề của Bộ Công Thương nêu ra thì phải cần có cái thời gian, chứ không thể một sớm một chiều mà đã đáp ứng được. Nhưng mà quan tâm nhiều là các cái dự án đầu tư quá lớn, nhưng cái hiệu quả nó như thế nào? Đa số cử tri cho biết điểm mới trong các phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội lần này là phần tranh luận giữa các đại biểu Quốc hội và các bộ trưởng, khiến cho phần chất vấn tại hội trường thêm sôi nổi. Cử tri cũng cho rằng các bộ trưởng đã trả lời khá đầy đủ các ý kiến chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Có bộ trưởng trả lời rất đỉnh đạt, đi thẳng vào vấn đề được hỏi. Tuy nhiên, vẫn có bộ trưởng chưa trả lời thẳng vào trọng tâm, khiến cử tri chưa hài lòng. Tất cả những cái đó nói ra nó không sai, nhưng mà nâng cao bằng cách gì, lộ trình bao nhiêu và tính khả thi thế nào. Chứ nếu chúng ta nói nâng cao, hoàn thiện và tăng cường thì cái gì chúng ta cũng có thể nói được. Tôi cho rằng nếu bộ trưởng trả lời, phải trả lời chính xác hơn, phải trả lời cụ thể hơn. Không chỉ hài lòng về toàn bộ phiên chất vấn, các cử tri tại đây còn đánh giá cao nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Cử tri kỳ vọng Thủ tướng sẽ làm hết trách nhiệm của mình, giải quyết nhiều vấn đề bức xúc mà cử tri cả nước quan tâm. Chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng sáng nay đấy, thì tôi thấy có một cái là đối với Thủ tướng là một cái sự cầu thị và thể hiện một cái quyết tâm chính trị rất là cao. Một cái sự như vậy là vào cuộc tích cực quyết liệt để mà đoàn, để mà quy tập tất cả các cái ngành lĩnh vực và đồng thời cái vai trò của các bộ trưởng trong cái thành viên chính phủ để mà tập hợp thực hiện cái lời hứa trước dân, đó là xây dựng một cái chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển và hành động. Với quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ là xây dựng một chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ, đại biểu Quốc hội và cử tri mong muốn Thủ tướng cũng như các thành viên của chính phủ sẽ thực hiện tốt những giải pháp đưa ra trước Quốc hội, trước cử tri cả nước. Quyết tâm ấy thêm một lần nữa được khẳng định tại nghị trường Quốc hội, tạo dấu ấn với cử tri và tạo bước đột phá trong điều hành phát triển đất nước.